Đây là khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu hiện ra trên mây ngày 29 tháng 8 năm 2009. Và đây là khuôn mặt linh hồn của hàng triệu anh hùng chiến sĩ đã hiện ra trên mây ngày 31 tháng 1 năm 2010. Rất rõ ràng. Và kính thưa đồng bào thân mến, đây là hình gần hơn. Khi chụp là chụp như thế này. Và xoay qua bên này thì đồng bào thấy nón của những anh hùng chiến sĩ và nửa khuôn mặt, mắt, mũi, miệng đã bị thương. Và quý ngài này đã hiện ra để phụ trợ cho chúng ta làm việc. Kính thưa đồng bào thân mến, và đây là sư tử nhà Chúa. Thánh Gióng chúng cháu làm đủ màu khác nhau để cho đồng bào bá tánh chọn lựa. Và đương nhiên chúng ta có hình ảnh ông rồng bà phụng hiện ra rất rõ ràng.